cái bài này thì cái bài trực khuẩn gram dương gây bệnh chiều sáng nay mà mình học đó thì chắc chắn là đến cái phần nhiễm lâm sàng thì các anh chị sẽ được thầy cô bên bộ môn nhiễm thế nào cũng có nhắc lại. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ học về núi vi sinh là chính. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ có những cái mục tiêu để các anh chị theo dõi ở trong cái bài này, như trong cái bài này. Và như vậy thì thường thường là ở trong các cái slide thì chúng ta đã đủ những cái tính chất quan trọng nhất rồi ha. Và nói theo kiểu thực dụng thì thi thì mình cũng sẽ chủ yếu tập trung vào những cái điểm cần phải nhớ thôi, chứ còn sẽ không có đi sâu lắm. Sau này mỗi khi mà các anh chị tiếp xúc với một cái thông tin trên y văn hay là gặp ở trên bệnh nhân của mình, hoặc là các anh chị đang làm cái nghiên cứu gì đó thì chúng ta có thể đào sâu thêm ở trong các cái tài liệu y văn hoặc là trên internet, miễn là các anh chị biết những cái website mà nó có uy tín ha. Còn bây giờ thì mình sẽ tập trung vô một số cái căn bản thôi. Như vậy thì với cái cầu khuẩn gây bệnh quan trọng thì chúng ta có những cầu khuẩn gram dương và những cái cầu khuẩn gram âm. Cái cầu khuẩn gram dương thì chúng ta có hai chi, là chi Staphylococcus và chi Streptococcus. Staphylococcus thì mình còn gọi là củ cầu ha, còn Streptococcus thì chúng ta gọi là liên cầu. Đối với các cái cầu khuẩn gram âm thì chúng ta, tôi chỉ giới thiệu với các anh chị một cái chi thôi, mặc dù là có thể trong cái quá trình hành nghề thì các anh chị sẽ được gặp nhiều cái vi khuẩn khác, nhưng mà ở đây thì ta chỉ có bây giờ nói tới cái Neisseria thôi. Như vậy thì đầu tiên tôi sẽ giới thiệu với các anh chị về cái Staphylococci. Như vậy để mà chúng ta có thể phân biệt được cái tụ cầu, cái nhóm tụ cầu và cái nhóm liên cầu thì chúng ta phải làm một cái phản ứng, phải làm một cái test, gọi là test catalase. Thì ở đây tôi có một cái hình để các anh chị thấy. Trong phần thực hành chắc chắn là các giảng viên ở trong phần thực hành thế nào cũng có giới thiệu với các anh chị, bởi vì đây là cái phản ứng quan trọng để chúng ta có thể phân biệt Staphylococci và Streptococci. Thì như vậy trên cái lam chúng ta sẽ làm cái vết vi khuẩn, xong rồi chúng ta nhỏ lên một hoặc là hai giọt oxy già, H2O2 oxy già. Thì những cái chủng mà nó không có tiết ra cái enzyme catalase thì nó sẽ không có cái thay đổi gì lớn, nhưng những cái chủng mà nó có catalase dương tính thì nó sẽ sủi bọt lên như thế này. Chắc các anh chị đã từng biết cái H2O2 nó sủi bọt như thế nào ha. Hoặc là chúng ta nhỏ cái H2O2 ở trên cái khúm mọc trên thạch thì mình cũng có thể phân biệt được. Tuy nhiên phải là cái thạch mà không có máu. Cái này thì nói hơi đi vào chi tiết kỹ thuật thì nói cho nó vui vậy thôi, chứ còn mấy anh chị làm bác sĩ đa khoa thì nhiều khi không có nhớ hết những cái chi tiết đó. Ở đây chúng ta chỉ cần nhớ rằng là với cái phản ứng catalase thì chúng ta có thể phân biệt được tụ cầu và liên cầu. Thì khi mà chúng ta đã có cái catalase dương tính và chúng ta biết rằng là cái vi khuẩn mà chúng ta đang khảo sát đó nó ở bên cái nhóm tụ cầu, thì như vậy chúng ta làm thêm một cái phản ứng enzyme nữa là cái phản ứng coagulase.
cái phản ứng của là của amygdala sẽ giúp chúng ta phân biệt những cái tụ cầu mà nó không có tiết ra của amygdala tức là âm tính, thì trong cái tụ cầu những cái loài mà nó không có tiết ra của amygdala thường thường thì cái độc lực của nó thấp, còn cái loài mà nó tiết ra coagula thì cái độc lực của nó cao hơn. Ở đây nó sẽ giúp chúng ta phân biệt cái Staphylococcus aureus mà ta hay gọi là tụ cầu vàng và những cái tụ cầu mà nó không có tiết coagula. Thật ra cái phản ứng coagula mà dương tính á, thì ngoài cái tụ cầu vàng chúng ta còn thấy một cái chi khác nữa, nhưng mà cái chi này á thì ít khi chúng ta gặp và nó cái vai trò trong gây bệnh nó không có thường gặp, không có quan trọng. Cho nên ở đây khi mà chúng ta có catalase dương tính, coagulase dương tính thì chúng ta sẽ coi như là nghi ngờ đó là tụ cầu vàng Staphylococcus aureus. Thì gần đây người ta có phát hiện ra được một cái loài Staphylococcus nữa cho coagula dương tính, nhưng cái đó là trong di văn và nó cũng hiếm khi, người ta chỉ gặp được trên cái bệnh nhân do đó mà có cái bài báo đó thôi, nhưng mà ở đây thì các bạn không cần nhớ cái tên đó. Như vậy thì những cái tụ cầu mà chúng ta có thể bắt gặp trong bệnh phẩm đó là tụ cầu vàng Staphylococcus aureus với cái phản ứng coagula dương tính, còn những cái tụ cầu khác chúng ta cũng có thể gặp nhưng mà cái độc lực của nó, cái khả năng gây bệnh của nó thấp hơn nhiều. Chúng ta sẽ có Staphylococcus epidermidis, nó sống bình thường ở trên da của chúng ta, hay là Staphylococcus hemolyticus, hay là Staphylococcus saprophyticus. Chữ saprophyticus có nghĩa là nó sống ngoại sinh. Chúng ta có thể bắt gặp ở không những trên da mà có thể ở nhiều nơi khác, nhưng mà nó cũng có một vài cái tính chất gây bệnh, hoặc là Staphylococcus lupdunensis. Thật ra cái lupdunensis á thì cái gây bệnh của nó cũng không quan trọng đâu, nó cũng giống như mấy cái Staphylococcus mà non coagulase. Nhưng ở đây tôi đưa ra là để các anh chị làm quen, nghĩa là có nghe qua cái tên này. Bởi vì sao? Bởi vì trong các cái tụ cầu thì cái tụ cầu vàng và cái lupdunensis này nó kháng thuốc rất là dữ dội. Cho nên nếu sau này mình có một cái máu của bệnh nhân của mình mà người ta cho mình cái kết quả là Staphylococcus lupdunensis thì các anh chị nên cẩn thận, vì nó kháng thuốc rất là dữ dội. Thì đây là cái hình ảnh của cái coagula, phản ứng coagula. Thì nếu như mà cái vi khuẩn mà nó có tiết ra coagula thì các anh chị sẽ thấy là nó làm đông cái huyết tương, ha. Cho nên là nó tức là khi nghiêng là nó không có chảy ra nữa. Còn ở bình thường cái huyết tương nó lỏng như thế này thì những cái ví dụ như epididymis chẳng hạn, thì khi chúng ta cho vào cái dung dịch thuốc khử đó thì tức là cái huyết tương đó thì nó vẫn lỏng chứ nó không có bị đông lại. Nhìn chung thì tất cả các cái tụ cầu khi chúng ta dùng ram nó đều cho cái hình ảnh này, tức là cầu khuẩn ram dương và nó tụ thành đám hay là thành chùm như chùm nho vậy. Đó là cái tính chất chung của các cái Staphylococci. Bây giờ thì như vậy, chúng ta sẽ chú ý tới cái tụ cầu vàng thôi, Staphylococcus aureus. Cái chữ aureus này đó là nó xuất phát là từ Latin, nó có nghĩa là gold, vàng, là kim loại vàng. Thành ra các anh chị thấy là sở dĩ người ta đặt tên cho nó là bởi vì cái khung của nó có cái màu vàng kim loại đặc trưng. Thì ở đây thì các anh chị chưa có tiếp xúc nhiều với, ở trong labo chưa thấy cái khung khuẩn nhiều, nhưng mà các anh chị đã từng làm trong labo rồi thì chỉ cần nhìn cái khung màu vàng ở trên cái thạch mà mình phân lập được đó thì chúng ta sẽ rất là nghi ngờ
có 90-95% đó là từ cầu vàng, Staphylococcus aureus. Cũng chính vì vậy mà nó có cái tên aureus đó. Đây là những cái vi khuẩn mà nó sống ở khắp mọi nơi. Ubiquitous, sống ở khắp mọi nơi. Nó có thể ở trên da của các anh chị, ở trong hốc mũi, lỗ mũi của các anh chị, hay ở trên một số các cái niêm mạc. Và thường thường chúng không có gây bệnh. Đây là những cái vi khuẩn mà nó kỵ khí tùy nghi, tức là nó mọc sao? Ở trên cái canh thang nó mọc sao? Ô, kỵ khí tùy nghi. À, nó làm đục cái canh thang từ trên xuống dưới. Thì đó là cái này mình học rồi mình ôn lại cái bài đó thôi. Nhớ nha, cái kỵ khí tùy nghi, facultative anaerobes, thì nó sẽ đục cái canh thang từ trên xuống dưới. Mặc dù là có khi cái đục đó nó không có đều lắm, nhưng mà nó là từ trên xuống dưới. Đây là những cái cầu khuẩn mà nó không có di động. Nói chung á, thì bụi cầu khuẩn nó không có cái flagella, cho nên là nó không có di động. Và nó cũng không có sinh nha bào. Hồi nãy chúng ta đã nói rồi, nó có catalase dương tính, coagulase dương tính ha. Và đặc biệt, cái Staphylococci nó chịu đựng được một cái nồng độ muối khá là cao so với những cái vi khuẩn khác. Ít nhất là so với những cái vi khuẩn gây bệnh khác mà chúng ta biết ha. Thì nó có thể chịu đựng được tới 7.5% NaCl, tức là trong 100ml dung dịch hay trong 100ml thận thì nó chứa tới 7.5g NaCl. Thì như vậy đó là các anh chị thấy bốn cái tính chất ở trên đó là tôi để cùng một màu, đó là những tính chất chung của Staphylococcus. Bây giờ cái hai cái tính chất bên dưới là riêng của Staphylococcus aureus, cho nên tôi cho cái màu khác. Thì cái tụ cầu vàng của mình nó có thể lên men được cái đường mannitol. Tất nhiên là còn một số các cái đường khác nó cũng có thể lên men được, nhưng mà người ta lợi dụng cái đường mannitol này để người ta sẽ cho chúng ta một cái chế cho chúng ta một cái môi trường mà hôm bữa trước chúng ta đã học rồi, đó là môi trường MSA, mannitol salt agar, giúp chúng ta làm gì? Phân biệt những cái dòng mà nó lên men và những cái dòng không lên men mannitol. Còn ở trên thạch máu thì sao? Nó có gây tiêu huyết nè, nó có gây tiêu huyết xung quanh cái khung của nó. Mấy anh chị thấy không còn máu nữa, tức là không còn hồng cầu nữa, nó tiêu hết rồi. Và cái khung của nó thì có cái sắc tố vàng trưng. Ở trên cái MSA, mannitol salt agar, thì các anh chị thấy những cái tụ cầu mà nó không lên men mannitol thì hầu như nó không có làm thay đổi cái màu của MSA. Còn cái aureus của mình thì nó lên men mannitol, nó làm thay đổi cái pH của môi trường. Cho nên chúng ta thấy dùng cái chất chỉ thị để mà phân biệt khi cái pH thay đổi chúng ta có cái màu khác. Bây giờ chúng ta nói tới cái khả năng gây bệnh của tụ cầu vàng. Các anh chị thấy đầu tiên là nó có thể gây ngộ độc thức ăn. Một cái ngày đẹp trời nào đó các anh chị vui mừng ăn nhầm một cái bánh mì hay là một cái bánh bò gì đó mà nó bị nhiễm cái Staphylococcus aureus, thì như vậy sau đó chúng ta sẽ có trong vòng khoảng chừng 6 tiếng đồng hồ chúng ta có thể bị đau bụng rồi tiêu chảy, nhưng mà không sao hết. Không sao hết, đây là cái tiêu chảy ngộ độc thức ăn mà tự giới hạn. Cho nên chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ hay thậm chí là một ngày thì cái tiêu chảy đó tự giới hạn, cho dù các anh chị có dùng hay không dùng thuốc. Cái đó là ngộ độc thức ăn do Staphylococcus aureus gây ra. Ngoài ra nó có thể gây rất là nhiều cái dạng nhiễm khuẩn.
ví dụ như nó gây những cái nhiễm khuẩn nung mủ. Cái này là chúng ta học ở cái bài da rồi đây ha, các anh chị thấy nó gây viêm nang lông chốc ha, gì nữa, nhọt rồi cũng nhọt ha mọi người. Nó có thể là những cái tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện, ví dụ như nó gây cái nhiễm khuẩn ở vết mổ ha. Ngoài ra nó có thể gây viêm phổi, mủ màng phổi ha. Nó có thể gây nhiễm khuẩn huyết, viêm nội tâm mạc, viêm xương, tủy xương. Tất nhiên là từ cái chỗ mà bacteremia, từ cái chỗ empyema, tức là mủ màng phổi mà đi xuống này đó, thì chúng ta biết đó là những cái dòng xâm lấn, tức là cái độc lực của nó cao hơn. Nó có thể gây viêm khớp mà nhiễm độc máu, và cái hội chứng cấp da, cái này là hồi bà da mình học rồi ha, với lại cái sốc do độc tố, toxic shock syndrome, toxin 1, cái này mình học rồi ở cái bài da. Bây giờ chúng ta coi cái khả năng gây bệnh của nó, quá trình như vậy thì những cái yếu tố độc lực của nó là như thế nào. Thành ra trên cái slide mà chúng ta liệt kê ra đây, các anh chị thấy nó rất là nhiều cái yếu tố giúp cho nó có thể xâm lấn, giúp cho nó có thể phá hủy cái mô nào đó, vân vân. Để chúng ta thấy cái yếu tố độc lực ở cái bài mà tương tác vi sinh vật với vật chủ đó, thì các anh chị cũng thấy là chúng ta có những yếu tố độc lực có thể phân làm ba loại. Một là những cái yếu tố độc lực mà nó xuất phát từ cái thành phần cấu tạo. Hai là những cái enzyme do cái vi sinh vật nó tiết ra. Và ba là những cái ngoại độc tố do vi khuẩn tiết ra. Như vậy đối với cái tụ cầu vàng thì chúng ta thấy là chúng tôi liệt kê ở đây cho các chị ha, những cái tính chất này. Thì ở đây chúng ta liệt kê thôi để các anh chị biết, ví dụ như protein A thì nó sẽ ngăn cản cái sự mà đáp ứng cái miễn dịch, nó có cái chức năng đó, hay là cái nang của nó chống sự thực vào, cái này thì mình cũng biết rồi. Cái lớp nhớt của nó nếu nó có thì nó làm cho cái sự bám vào các cái vật thể, hoặc là mô, hoặc là cái bàn, hoặc là cái chìa khóa xe vân vân, bám vào cái vật thể đó một cách dễ dàng. Còn cái peptidoglycan ở cái vách của tụ cầu vàng thì nó sẽ giúp ổn định với cái áp suất thẩm thấu, rồi nó lại còn có tính chất là nó triệu tập hay là nó hấp dẫn các cái tế bào bạch cầu ha, và nó cũng có cái vai trò ngăn chặn cái sự thực phẩm. Cái stearic acid hôm bữa chúng ta cũng thấy rồi, thì nó bám vào cái fibronectin và nó giúp cho vi khuẩn có thể đi vào cái mô. Ngoài những cái yếu tố độc lực mà từ thành phần cấu tạo đó, thì nó tiết ra nhiều cái enzyme coagulase, nó làm cho cái fibrinogen thành fibrin. Cái enzyme hyaluronidase nó làm cho vi khuẩn có thể phá vỡ cái hyaluronic acid của ký chủ, và do đó thì nó khuếch tán, nó lan tỏa ở trong mô hay đến các cái mô khác, hoặc là nó có những cái fibrinolysin. Thì nó khi mà coagulase làm cho cái hiện tượng đông xuất hiện ha, thì vi khuẩn có thể sống ở trong cái cục đông đó, nhưng cái fibrinolysin của tụ cầu vàng nó lại có thể giúp cho vi khuẩn thoát ra khỏi cái cục đông đó ha, và nhờ những cái enzyme khác mà nó tấn công các cái mô cái cặp thành phần yếu tố độc lực thứ ba là các cái ngoại độc tố. Các anh chị thấy không, nó cũng rất là nhiều chứ không phải chỉ có một cái loại nọ. Ví dụ như chúng ta có các cái độc tố gây độc tế bào, nó coi như là hủy hoại các cái tế bào máu của chúng ta, từ hồng cầu cho tới bạch cầu cho tới tiểu cầu,
và cả các cái đại thực bào hay là các cái nguyên sợi cơ, tế bào sợi gì? Fibroblast, rồi cái độc tố mà tróc vảy hay là tróc da đó thì nó sẽ gây nên cái hội chứng tróc da mà chúng ta cũng đã biết rồi. Cái enterotoxin nó có tới 5 loại lận nha, 5 loại enterotoxin, nhưng mà như đã nói đó thì cái tiêu chảy do ngộ độc thức ăn bởi Staphylococcus aureus nó tự giới hạn cho nên tương đối là nó hiền, đúng không? Nó sẽ gây nên cái tăng cái gì, tăng cái nhu động ruột của mình, làm cho mất nước và cái toxin quanh của nó gây nên cái sốc độc tố, bởi vì cái toxin đó nó sẽ làm phá hủy các cái tế bào nội mô hả, endothelial cells, nó phá hủy, do đó mà sẽ có những cái dấu chứng của cái sốc độc tố gây ra. Thì đa số những cái hình ảnh này thì các anh chị có thấy được ở trên cái bài da rồi, cho nên ở đây tôi chỉ chọn lại một số thôi. Một là nhắc mấy anh chị ví dụ như viêm da mủ do tụ cầu ha, viêm mô tế bào do tụ cầu, hoặc là hội chứng tróc da, cái này thì mình đã thấy rồi. Ở đây thì chúng ta cũng nhắc là có cái ngộ độc thức ăn do Staphylococcus aureus mà enterotoxin của nó từ A cho đến E, tức là có 5 tiếp khác nhau. Và ở đây thì có một cái hình ảnh mới tôi tìm được, thì tôi đưa lên đây cho các anh chị. Thì nó là cái hình ảnh của một cái toxic shock syndrome. Ở đây thì người ta nói rằng nó được biểu hiện bởi cái sốt này, gì đó huyết áp nè, rồi nhiều cái cơ quan nó không có hoạt động, tức là nó có gọi là nó suy chức năng đa cơ quan đó, rồi nó có những cái rash mà ban đỏ, rồi nó làm chốc cái chỗ mà nó tác động đó trong cái quá trình hồi phục. Ở đây thì chúng ta mặc dù là có cái slide này, có cái hình này, đây là cái hình mà người ta chụp ở trên một cái bệnh nhân, rồi cái hình ở bên trên này là làm lớn ra để cho mình thấy đó, thì chúng ta cũng nên nhớ rằng với những cái dấu hiệu này thì đây là cái toxic shock syndrome, nó là do cái toxin quanh. Nó khác với cái toxin mà exfoliative toxin ở đây nha, đừng nghĩ chỗ đó. Ở khi chúng ta hiện nay nè, ở trên thế giới, khi mà chúng ta đề cập tới cái tụ cầu vàng thì chúng ta phải lưu ý tới cái tính đề kháng kháng sinh của nó. Thì hiện nay cái dòng hay là cái những cái dòng mà nó thuộc về cái nhóm tụ cầu vàng kháng methicillin, MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus, thì đây là những cái nhóm mà cái sự tìm hay là chọn một cái kháng sinh để điều trị nó khá là khó khăn. Tại vì sao? Các anh chị sẽ thấy là các cái chúng ta chưa có học cái bài kháng sinh ha, nhưng mà các anh chị cứ coi như là tạm thời mình chấp nhận vậy đi. Đến cái bài kháng sinh thì các anh chị có thể ôn lại. Cái nhóm penicillin đầu tiên nó cũng kháng ha, bởi vì nó tiết ra cái penicillin A. Rồi các cái kháng sinh khác nó cũng kháng. Cái kháng sinh mà nó thuộc về cái nhóm methicillin, nó thuộc về cái nhóm methicillin thì nó cũng đề kháng bằng cái cơ chế khác, cơ chế thay đổi cái PBP, tức là penicillin binding là một cái
một cái cơ chế đề kháng nó làm thay đổi cái chất mà bám vào cái thuốc kháng sinh. Cái này thì sau chúng ta sẽ học ở cái bài kháng sinh. Ngoài ra thì không những là cái họ cái nhóm penicillin mà cả các cái nhóm khác ở trong cái họ beta lactam cũng sẽ bị đề kháng bởi mRSA. Cho nên nó rất là khó để mà chọn một cái kháng sinh, và cho tới bây giờ những cái hãng dược vẫn nghiên cứu để tìm ra những cái kháng sinh có thể diệt được mRSA. Thì đối với cái thực tế hành nghề của chúng ta thì mình sẽ phân biệt những cái mRSA mà nó tồn lưu ở trong bệnh viện để nó gây cái nhiễm khuẩn trong bệnh viện, đó là healthcare associated hoặc là hospital associated mRSA, hoặc là những cái mRSA ở ngoài cộng đồng, ở trong cái số các anh chị ngồi đây thì là ở trong dân cư mà nó gây nhiễm khuẩn. Thì thường thường những cái chủng mà nó tồn lưu lâu năm trong bệnh viện, các cái HA mRSA đó, thì nó thường thường cái mức độ kháng của nó cao hơn so với những cái chủng ngoài cộng đồng. Thì ở đây tôi có một cái hình để chúng ta có thể thấy làm sao mà labo có thể phân biệt được cái mRSA với lại cái MSSA. Thì người ta sẽ dùng cái đĩa giấy tẩm cái cefoxitin. Cefoxitin nó là một cái cephalosporin thế hệ thứ hai. Sau này thì mình sẽ học ha, ở bài kháng sinh. Thì khi chúng ta đặt cái đĩa đó lên cái phết vi khuẩn mà chúng ta đã phết ở trên cái thạch rồi đem ủ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái chủng mà nó không có kháng cái nhóm kháng sinh methicillin thì nó sẽ bị một cái sự ức chế của cái cefoxitin, làm cho xung quanh cái đĩa đó vi khuẩn không mọc được. Do đó chúng ta có một cái mà chúng ta gọi là vùng vô khuẩn. Còn nếu như mRSA tức là nó kháng methicillin thì với cái đĩa cefoxitin đại diện nó sẽ không có ức chế gì được hết, và cái vi khuẩn vẫn mọc sát cái đĩa cefoxitin. Từ cái hình ảnh này người ta sẽ phát hiện ra cái chủng nào nó kháng methicillin và cái chủng nào nó còn nhạy cảm với methicillin. Ở đây có một cái điều thú vị nữa, nếu các anh chị có cái mắt quan sát tốt, các anh chị sẽ thấy là cái phần bên dưới có phải nó trắng hơn cái phần bên trên không? Cái phần bên trên nó có cái màu vàng đặc trưng, đó là màu vàng của Oleus. Thì thôi, mình nhắc nhau như vậy thôi. Đó là về cái tụ cầu, và chúng ta chỉ lưu nhiều nhất tới tụ cầu vàng Staphylococcus aureus thôi. Bây giờ chúng ta qua cái nhóm thứ nhì, liên cầu. Thì cái nhóm liên cầu này nó sẽ bao gồm luôn các cái tràng cầu khuẩn, tức là những cái cầu khuẩn ở trong ruột của mình. Thì đây cũng là những cái vi khuẩn mà chúng ta có thể tìm thấy được khắp mọi nơi. Rất là đông cái thành viên của cái liên cầu và của enterococci, nó là cái normal microbiota ở trên cơ thể của chúng ta hoặc là ở trong cơ thể của chúng ta. Ví dụ như ở trên da này, ở đường hô hấp trên này, ở trong ruột này, thậm chí ở âm đạo cũng có nữa ha. Cái enterococci với lại một số các cái liên cầu mà tiêu huyết alpha đó, thì thường thường vì nó ở khắp mọi nơi ở trong cơ thể chúng ta như vậy, cho nên khi mà chúng ta cần thiết phải lấy bệnh phẩm thì chúng ta lưu ý để tránh những cái chỗ mà chúng ta chạm vào đó là nó có cầu enterococci hoặc nó có những cái streptococci mà tiêu huyết alpha, thì như vậy chúng nó sẽ là cái nguồn mà làm cho cái bệnh phẩm của mình bị ngoại nhiễm, contamination. Cho nên là
khi mà chúng ta đưa đến labo, người ta cấy ra vậy một cái thực phẩm mà cấy ra quá nhiều cái vi khuẩn, không biết cái con nào là gây bệnh và cái con nào là nó hơn nó tốt, cho đó lưu ý. Thì cái tính chất chung khi mà chúng ta nhuộm rang thì chúng ta sẽ thấy đây là những cái cầu khuẩn rang dương, nó có thể nó tròn hoặc là có thể hơi duỗi ra giống như là bầu dục, và nó có thể hoặc là đứng đơn hoặc là đứng thành đôi hoặc là đứng thành chuỗi, nó cũng là những cái cầu khuẩn mà gì đó kỵ khí tùy nghi, kỵ khí tùy nghi. Ở đây nó có một cái sai ha, facultatively anaerobic. Và tất nhiên là chúng ta nên nhớ là cái catalase của nó âm tính. Cái phản ứng này giúp chúng ta phân biệt cái gì? Tụ cầu với liên cầu. Ở đây với cái slide này các anh chị sẽ thấy là các cái liên cầu cho tới bây giờ nó vẫn rất là khó để mà xếp loại. Các anh chị thấy là nó có rất là nhiều cái cách xếp loại từ xưa đến giờ mà nó vẫn chưa có bao phủ hết được các cái loài ở trong các cái streptococci. Người ta có thể phân biệt bằng cái tiêu huyết ở trên thạch máu. Các cái liên cầu sẽ cho chúng ta cái tiêu huyết alpha hoặc là tiêu huyết beta hoặc là tiêu huyết gamma. Ở năm 1933 thì bà Landsfield đã đưa ra một cái cách để chúng ta có thể phân biệt các cái liên cầu dùng cái carbohydrate C ở cái vách của vi khuẩn để mà phân biệt. Và như vậy thì bà phân biệt được 20 nhóm, 20 group cái liên cầu. Bà đặt từ A đến H, sau đó là từ K đến W, 20 cái nhóm liên cầu. Người ta cũng có thể phân biệt xếp loại các cái liên cầu theo cái tính chất sinh hóa, tức là dùng các cái phản ứng biến dưỡng của nó để phân biệt đó. Gần đây thì người ta nói gần đây chứ thì thật ra thì cũng từ 2010 lận chứ không phải là gần lắm ha. Người ta bắt đầu chú ý tới các cái protein bề mặt của vi khuẩn. Và đối với liên cầu thì người ta chú ý tới nhiều cái protein bề mặt và người ta sử dụng cái protein M để mà có thể phân biệt được, bởi vì trong cái cấu trúc của cái protein M đó nó có thể có những cái khác biệt giữa các cái liên cầu để giúp người ta phân loại. Cho tới bây giờ thì người ta tìm hiểu nhiều về cái protein M này với các cái chức năng của nó, chức năng các cái functions của nó, các cái vai trò của nó trong cái gây bệnh. Nhưng mà nhiều nhất là người ta khảo sát cái protein M của Streptococcus pyogenes. Với cái sự tiến bộ của sinh học phân tử thì người ta cũng dùng cái trình tự 16S RNA để mà phân biệt. Mặc dù vậy, các anh chị thấy là người ta chỉ phân biệt được 6 nhóm và trong đó có một số các cái loài người ta chưa có xếp nhóm được. Thành ra mình thấy rằng là rất là khó để mà xếp nhóm các cái liên cầu. Ở đây tôi cung cấp cho các cái hình ảnh này, nó từ đây nè ha, từ cái vách của các cái cầu khuẩn xếp chuỗi với nhau nè ha, các liên cầu, rồi ở đây người ta làm lớn ra để cho chúng ta vẽ lớn ra để cho mình xem. Ở trên đây thì chúng ta sẽ có những cái carbohydrate, và do đó ở trong đây đó thì bà Landsfield chọn cái nhóm C để mà phân loại. Chúng ta có những cái protein, cái protein F, cái protein G và các cái cộng mà dài thòn ở đây này là các cái protein M đó. Ở đây là chúng ta biết cái này là gì? B
peptidoglycan, ha, cái bắt của nó. Và cái ở dưới này là gì? Màng tế bào chất, màng bào tương, phải không? Mình cứ lợi dụng cái bài mới để mình ôn cái bài cũ. Vì như vậy khi chúng ta học á, thì nó đỡ cực. Về cái tính chất tiêu huyết ở trên thạch máu thì các anh chị thấy ở đây là cái tiêu huyết beta. Xung quanh cái khúm đó, nó không còn cái hồng cầu nữa, tức là nó đã bị ly giải hoàn toàn. Cho nên tiêu huyết beta nghĩa là tiêu huyết hoàn toàn. Cái tiêu huyết alpha thì các anh chị thấy xung quanh cái khúm đó, thì nó vẫn có một cái màu xanh xanh. Đó là một cái phần hồng cầu chưa có ly giải hết được. Cho nên khi chúng ta cấy lên trên thạch máu mà chúng ta thấy xung quanh cái khúm nó có cái màu hơi xanh xanh như vậy, chứ nó không có mất hết cái hồng cầu, thì chúng ta biết đó là alpha. Và tiêu huyết alpha như vậy nghĩa là tiêu huyết không hoàn toàn. Tiêu huyết alpha là tiêu huyết không hoàn toàn. Tiêu huyết beta là tiêu huyết hoàn toàn. Vậy thì cái tiêu huyết gamma là gì? Tiêu huyết gamma là không có tiêu huyết. Tại vì người ta đã đặt alpha, beta rồi thì người ta đặt tiếp luôn gamma hay cho nó tiện. Nhưng mà tiêu huyết gamma có nghĩa là cái khúm đó, cái loại đó nó không có tiêu huyết. Ở đây thì tôi cũng cung cấp cho mấy anh chị một cái sơ đồ nữa. Đây là cái sơ đồ cắt ngang để chúng ta thấy các cái nhóm carbohydrate, các nhóm carbohydrate. Rồi thì cái hình chụp chiếu tín hiệu vi điện tử, cái protein M, cái sợi protein M nó lú ra từ cái bắt vi khuẩn. Và đây là cái sơ đồ, đây là cái bắt, nó đi ra luôn, và như vậy nó trở thành là một cái protein bề mặt. Còn đối với cái trình tự 16S RNA thì sao? Các anh chị thấy có thể chia làm 6 nhóm như hồi nãy ta nói ha. Nhưng vẫn còn những cái vi khuẩn mà cho tới bây giờ người ta chưa xếp được cái nhóm nào hết. Và nó cũng rất là khác nhau, cho nên nó không có đưa vào một cái nhóm nào được hết. Ở đây thì chúng ta sẽ lưu ý những cái tên vi khuẩn mà ta in đậm ở đây. Đối với các anh chị thì cái mutant nó ít quan trọng hơn là đối với các anh chị răng hàm mặt. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cái liên cầu không xếp vào đâu được hết, là cái Swiss. Thì chúng ta sẽ dần dần nói qua các cái liên cầu này. Đầu tiên thì ta sẽ nói cái khả năng gây bệnh của Streptococcus pyogenes. Đây là cái liên cầu mà được bà Lansfield xếp vào nhóm A. Và nó tiêu huyết beta, tiêu huyết hoàn toàn. Cái trên nhũ ram thì chúng ta thấy là nó xếp thành chuỗi khá là dài như vậy, cầu khuẩn ram dương. Thì cho nên là ở đây nếu trên y văn, nhất là tiếng Anh, các anh chị thấy người ta viết tắt là GAS thì có nghĩa đó là Group A Streptococcus. Và Group A Streptococcus là ý người ta thường thường 99% là người ta đề cập tới pyogenes, coi như đây là cái loại đại diện ở trong Group A. Thì nó có thể gây những cái nhiễm khuẩn cục bộ, ví dụ như chất, ví dụ như viêm họng cấp tính, hoặc là nó có những cái dòng invasive. Gần đây là những cái y văn ở trên thế giới nó nói đến những cái dòng invasive, nó hiện nay nó đang gọi là xuất hiện khá là nhiều ở Âu Châu và Mỹ. Những cái dòng invasive này nó có thể gây
viêm mô tế bào, rồi viêm căn cơ hoại tử, nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn nhiễm độc huyết, viêm mạng não, vân vân. Ngoài những cái đó ra thì cái Streptococcus pyogenes nó có thể gây những cái nhiễm khuẩn toàn thân. Cái này thì là chúng ta học ở cái bài già rồi. Và đặc biệt là đối với Streptococcus pyogenes, chúng ta có những cái mà chúng ta gọi là cái những cái di chứng hậu nhiễm Streptococcus. Nói là hậu nhiễm Streptococcus nhưng mà là nói cái pyogenes thôi, chứ không phải nói những cái liên cầu khác. Thì như vậy, một đứa trẻ khi nó còn nhỏ, ví dụ như 5-7 tuổi, 9-10 tuổi gì đó, nó bị nhiễm, nó bị viêm họng do Streptococcus pyogenes. Thì sau đó thì có thể điều trị nó hết cái viêm họng. Cái đó cũng không khó điều trị lắm ha. Nó hết cái viêm họng, nhưng sau này hoặc là một thời gian ngắn hoặc là một thời gian khá dài sau này thì nó sẽ xuất hiện, nó xuất hiện cái thấp khớp cấp, người ta gọi là sốt thấp khớp cấp, hay là cái viêm cầu thận cấp. Cái hình ảnh cạnh bên này là một cái hình ảnh cho chúng ta thấy cái gì? Thấy cái thấy cái một cái di chứng của cái thấp khớp cấp, nó làm cho cái van ở đây nó bị sẹo ha. Cái van tim nó bị sẹo. Đó thì chúng ta cũng thấy là nó gây rất là nhiều cái dạng cái bệnh nhiễm khuẩn, mà như tôi nói hiện nay là người ta rất là ngán ngại cái invasive strains. Các cái yếu tố độc lực của Streptococcus pyogenes thì các anh chị có thể thấy là cái protein F và cái lipoteichoic acid. Thì cái này nó ở đâu? Nó ở trên cái gì của tế bào? Ở vách của tế bào ha. Thì nó giúp bám vào cái biểu mô mà nó tới đó. Cái protein M mà lúc nãy ta nói tới thì nó dính dáng tới, nó liên hệ tới cái độc lực của Streptococcus pyogenes. Ở cái nang của vi khuẩn thì nó được làm bằng một cái phân tử gọi là hyaluronic acid. Thì đây là một cái phức hợp đường, một cái phức hợp đường thì nó sẽ ức chế cái thực bào, ức chế cái thực bào. Tức là ở đây tôi viết tắt đó, nó liên hệ tới cái sự thực bào, nhưng mà thực ra là nó ức chế sự thực bào đó, bởi vì nó nằm trong nang mà cái nang cái chức năng của nang là nó chống lại sự thực bào. Nó có cái toxin, cái ngoại độc tố gọi là độc tố đỏ ha. Độc tố đỏ nó gây cái gì ở trên này? Cái này học ở cái bài da rồi nha. Cái độc tố đỏ nó gây cái gì? Scarlet fever. Tôi nhớ hình như cái bài da, khi tôi nói tới cái bài này hình như tôi có nói tới mấy anh chị cái phim Scarlet Letter mà, phải không? Có không? Tôi hay giúp các anh chị liên tưởng mà rồi câu bộ không ai nhớ hết ha. Cái độc tố đỏ thì nó chịu trách nhiệm cho Scarlet fever này. Chúng ta có hai cái hemolysin của Streptococcus pyogenes, tức là đây là những cái yếu tố tiêu huyết mà nó có hai loại. Một cái loại thì ta gọi là streptolysin O và một cái loại ta gọi là streptolysin S. Cái streptolysin O đó thì nó
nó dễ bị oxygen phá hủy, cho nên ít khi mà chúng ta nhìn thấy ở trên bề mặt của thạch. Và cái chức năng của nó là nó tiết ra cái độc tố mà tạo nên cái lỗ ở trong cái tế bào ký chủ. Còn cái yếu tố tiêu huyết S, Streptolysin S, thì nó lại bền với oxy, và chính nó biểu hiện cái beta hemolytic này. Ngoài ra nó còn một số các cái enzyme cũng giúp cho nó có thể xâm nhập dễ dàng và phá hủy các cái tế bào của ký chủ dễ dàng. Ví dụ như chúng ta có streptokinase, hyaluronidase, DNase. Ở đây thì cũng nói thêm một chút, các anh chị có thể đọc trong sách textbook hoặc là có lúc nào đó các anh chị sẽ thấy cái streptokinase người ta ly trích ra, người ta chiết ra để người ta làm cái chất dùng để làm gì? Dùng để rửa các cái vết thương, vì nó sẽ làm cho các cái chất bẩn, những cái phần bị hủy hoại của tế bào của mô đó nó tan ra. Thí dụ như mũ chẳng hạn, thì người ta dùng đó làm cái chất để điều trị. Ở đây ta có một cái hình để các anh chị có thể hình dung tất cả khả năng gây bệnh của group A Streptococcus. Thì các anh chị thấy không? Từ đầu mà cho tới, nghĩa là toàn cơ thể nó đều có thể gây ra hết. Thì như hồi nãy chúng ta đã nói cái pathogenicity, thì cái hình này nó chỉ giúp chúng ta ôn lại thôi. Ôn lại và khi mà mình gặp bệnh nhân thì mình cũng có thể liên hệ tới cái vai trò của Streptococcus pyogenes. Cái khả năng gây bệnh mà chúng ta nhắc tới thêm ở đây, ngoài cái nhóm A Streptococcus pyogenes, thì chúng ta tới cái Streptococcus agalactiae. Cái nhóm B thì nó có nhiều loài chứ không chỉ có agalactiae đâu. Nhưng trong cái group B này, cái nhóm B này đó, thì chúng ta quan tâm tới cái agalactiae, nhất là sau này khi các anh chị đi về sản khoa, sản phụ khoa đó, hay là các anh chị đi về nhi khoa. Hiện nay thì ở các thành phố lớn thì nó không có phải là vấn đề lớn lắm, nhưng mà có thể ở những cái nơi xa xôi hơn thì cái y tế nó chưa có vươn tới được, thì nó vẫn còn gây ra những cái tai hại ở trên trẻ sơ sinh. Thì cái Streptococcus agalactiae nó thuộc về nhóm B, group B, Streptococcus. Ở trên trẻ sơ sinh hay là nhũ nhi, những đứa trẻ rất là nhỏ đó, thì nó có thể gây nên cái rối loạn hô hấp, rồi thì có thể từ những cái niêm mạc hô hấp phía trên nó có thể đi lên nữa, và nó gây ra viêm màng não và nhiễm khuẩn nhiễm độc máu. Tại sao? Tại vì ở âm đạo của người mẹ, khi mà họ mang thai là họ nhiễm cái con agalactiae này, cái group B này. Nhưng mà nếu như người ta có đi khám thai định kỳ ở các thành phố lớn á, thì rồi người ta sẽ được sàng lọc để xem coi có mắc gì hay không. Nếu như các anh chị phát hiện bệnh nhân của mình có cái agalactiae ở âm đạo thì các anh chị sẽ cho kháng sinh gì đó ha, để mà tiêu diệt nó. Cho nên khi người mẹ sinh con ra thì nó sẽ không có những cái nguy cơ này. Còn ở những cái nơi mà người ta chưa có sàng lọc trước sinh cái agalactiae, thì khi mà bà mẹ sổ lòng và cái đứa nhỏ nó đi theo đường tự nhiên, thì khi đi qua âm đạo nó sẽ bị nhiễm cái agalactiae từ cái âm đạo của bà mẹ, và nó sẽ có thể bị các cái hội chứng này. Ngoài ở trẻ sơ sinh ra thì
trên những cái người suy kiệt, những cái người mà họ bị suy giảm miễn dịch, thì Galactose cũng có thể gây nên một số các cái bệnh nhiễm, ví dụ như nhiễm khuẩn huyết này, viêm phổi, viêm nội tâm mạc, viêm khớp, viêm xương, tủy xương. Cái con liên cầu thứ ba mà chúng ta đề cập tới là con phế cầu khuẩn Streptococcus pneumoniae. Thì nếu như cái Pyogenes và cái Agalactiae là những cái liên cầu xếp chuỗi ở trên cái phế nhuận của mình, mình nhìn cái kính hiển vi, thì cái phế cầu khuẩn nó là sông cầu. Sông cầu như vậy thì nó đứng thành đôi một, và các chị thấy đó là các cái sông cầu răng dương, mà nó có thể gây viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm xoang, viêm tai giữa, rất là nhiều cái nhiễm khuẩn. Ở trẻ con thì có một số tiết nó chiếm ưu thế. Thường thường ở trẻ con thì nó, nếu nó bị cái phế cầu khuẩn thì nó sẽ thường thường ở trong các cái serotype này. Còn nếu ở người lớn thì các cái serotype khác. Trên thế giới thì chúng ta có 92 cái serotype của Streptococcus pneumoniae. Ở đây thì chỉ có một cái viện huyết thanh ở Đan Mạch là có đủ 92 cái huyết thanh này. Còn thì nói chung tùy theo địa phương mà sẽ có một số serotype hoành hành ở cái địa phương đó, trong khi ở địa phương khác thì là những cái serotypes khác. Yếu tố độc lực của nó thì ở đây chúng ta sẽ có cái yếu tố độc lực từ cái thành phần cấu tạo ha. Như vậy thì sẽ có cái nang polysaccharide của phế cầu khuẩn, hay là cái thành phần phosphorin choline ở vách của vi khuẩn là cái yếu tố độc lực. Chúng ta có cái nó tiết ra cái pneumolysin và nó tiết ra cái SIGA protease. Tức là đây là một cái protease mà nó hủy hoại cái IgA tiết của chúng ta. Đến khi các anh chị học cái immuno là cái gì ha? Miễn dịch chống vi sinh vật đó, thì cũng sẽ có ở trong cái chương trình của chúng ta. Thì chúng ta sẽ biết về những cái kháng thể và cái thế nào là IgA tiết, thế nào là IgA tuần hoàn ha. Thì bây giờ thôi mình chấp nhận đi, rồi chúng ta sẽ học tới. Ở cái hình bên trái này là cái hình nhuộm ram, nhiễm khuẩn huyết do Streptococcus pneumoniae. Chúng ta sẽ thấy những cái sông cầu ram dương đánh đôi ở trên cái vết nhuộm ram này. Ở cái hình kế đó thì đó là cái hình chứng nhiễm vi điện tử. Chúng ta thấy là nó không có tròn quay ha, mà nó hơi sao, nó hơi duỗi ra. Thì ở trong sách người ta có thể dùng cái hình tượng để các anh chị dễ liên tưởng ở trong đầu. Người ta nói là phế cầu khuẩn là những cái sông cầu ram dương có hình ngọn giáo. Còn tôi thấy ở các cái sách mà của các thầy cô ngoài Bắc ấy, thì người ta dùng là sông cầu ram dương có hình ngọn nến. Thì sao cũng vậy, ở đây các anh chị sẽ thấy là nó hơi hủi ra một chút chứ nó không có tròn đẹp đâu ha. Ở đây là một cái hình, không biết là cái hồi học gia mình nói chưa ha, có nói cái này chưa, nhưng mà thôi thì nếu có nói rồi thì tôi cũng ôn lại cho các anh chị thôi. Ở các cái meningitis thì chúng ta sẽ thấy những cái dấu chứng ở trên da. Lúc đầu nó là những cái điểm xuất huyết PTC, nó là những cái điểm xuất huyết, tức là nó nhỏ như là con muỗi cắn mình, nhưng nó khác cái vết muỗi cắn. Nó khác cái vết muỗi cắn là khi chúng ta đè lên nó không có mất đi.
Chính vì vậy mà hồi xưa đó, khi mà đi bệnh nhiệt đới đó, thì các anh chị sẽ thấy rằng có những anh chị đàn anh người ta hay thủ trong cái áo blues ấy, cái kính đồng hồ nhỏ thôi, cái mặt kính đồng hồ nhỏ thôi, tròn nhỏ như thế này. Tại vì đến mùa dịch đó, thì người ta hay thủ theo cái đó. Đến cái bệnh nhân hay là bệnh nhi mà có những cái đốm đó thì người ta phân biệt cái PTC với lại cái đốm mũi cánh. Cái PTC khi mà mình ấn, mình đặt cái mặt kính đồng hồ đó lên trên cái đốm đó, cái điểm đó, rồi mình ấn xuống đó thì nó không có mất đi. Còn nếu là cái vết mũi cắn thì nó sẽ mất đi. Như vậy cái PTC là cái điểm xuất huyết. Nhiều cái điểm xuất huyết nó ở gần nhau, nó sẽ thành ra là cái đốm xuất huyết purpura. Nó rộng hơn, nó lớn hơn, nó do nhiều cái điểm xuất huyết ở gần nhau đó, nó hợp thành. Và những cái purpura mà nó phát triển lên, nó sẽ gây thành cái mảng xuất huyết ecchymose. Thì ở đây là cái hình ảnh mà cho chúng ta thấy đủ các cái giai đoạn của cái sự xuất huyết ở da mà mình thấy được. Chúng ta học cái nhóm A, Pyogenes. Chúng ta học cái nhóm B, Agalactiae. Phế cầu khuẩn. Thì các anh chị thấy là đối với cái streptococci đó, thì cái nhóm A, Pyogenes và cái phế cầu khuẩn pneumoniae là hai cái loại quan trọng nhất. Chắc chắn là các anh chị sẽ gặp trong cái quá trình hành nghề của mình. Còn ở đây chúng ta có một con liên cầu nữa là con Streptococcus suis. Cái con này thì nó không có gây bệnh thường xuyên lắm, chúng ta cũng không phải là gặp thường, nhưng nó có những cái lần mà nó có thể gây ra nhiều người mắc, cho nên là nên biết qua. Thì báo chí bình thường thì người ta gọi nó là liên cầu lợn. Ở đây tôi cũng để ra để cho các anh chị đọc báo thì các anh chị dễ hình dung thôi, nhưng nó không có đúng. Tôi nhắc lại chữ liên cầu lợn không có đúng, bởi vì những cái streptococci gây bệnh cho lợn không chỉ có suis, mà còn có vài bà con nữa. Như vậy thì cái streptococcus suis thì gọi là, tại vì cái bệnh nó khi xuất hiện ở mình đó thì nó liên quan tới cái vụ mà nhiễm trùng ở con heo, cho nên người ta gọi luôn như vậy cho nó tiện. Cái điều đó là không có, dùng cái từ đó là không có đúng. Đây là những cái cầu khuẩn gram dương, nó cũng hơi duỗi ra chứ không có tròn. Nó có thể đứng đơn, có thể đứng đôi, hoặc là đứng thành chuỗi ngắn, bốn con chẳng hạn, ba bốn con chẳng hạn. Thật ra đây là cái bệnh ở loài động vật mà người ta bị văn miễn. Cái bệnh ở loài động vật mà nó lây qua cho người, nhưng có thể trở thành dịch. Nó có 29 cái serotypes gây bệnh cho heo, cho gia súc. Còn ở người đó thì thường thường chỉ có cái serotype 2 hay là cái serotype là gây nên cái bệnh ở người thôi. Thì ở người nó có thể gây ra cái gì? Gây ra viêm mạng não, rồi nhiễm khuẩn huyết là cái phát triển của cái viêm mạng não. Cái viêm mạng não mà do Streptococcus suis nó có một cái đặc trưng mà khi các anh chị tiếp xúc với bệnh nhân của mình, các anh chị có thể rất là nghĩ tới cái suis trước khi mà labo họ trả kết quả cấy cho các anh chị. Đó là sao? Bệnh nhân biết rất là sớm và nhìn song thị. Biến chứng của cái viêm
mà não đó không chỉ là do suýt mới có thể sinh ra những cái đó, nhưng đối với suýt thì cái điếc nó xảy ra rất là sớm. Ngày hôm trước các anh chị hỏi bệnh sử bệnh án để làm bệnh án đấy, thì bệnh nhân còn trả lời với mấy anh chị rất là bình thường. Nhưng mà chỉ 1-2 ngày sau thôi, khi các anh chị đi vô thăm bệnh buổi sáng, trưa gì đó ha, các anh chị hỏi thăm người ta về cái tình hình của cái ngày hôm đó, các anh chị thấy là người ta cứ nhắc nước thì không có nghe rõ nữa. Thành ra đó là một cái rất là đặc trưng của cái suýt. Cái yếu tố độc lực của nó là cũng là từ nang, rồi nó cả có một cái hệ thống enzyme để nó giúp cho nó đi ngang qua cái hàng rào máu não, do đó mà nó dễ gây, nó đi lên tới cái màng não và gây viêm màng não, meningitis. Cái hình ảnh bên dưới là hình ảnh của một thầy của các anh chị sẽ học trong trong cái module này, cũng như thế nào cũng gặp ở cái nhiễm lâm sàng, đó là thầy Hồ Đặng Trung Nghĩa. Hình này hình như là năm 2001 thì tôi không còn nhớ rõ nữa, nhưng mà lúc đó thì ở chúng ta bắt đầu có cái viêm màng não do streptococcus suis, và một bệnh nhân người Việt của mình nằm ở trong cái bệnh viện tới. Và cái hình này thì thầy Nghĩa chụp được, và thầy Nghĩa cho phép tôi lấy để mà minh họa. Thật ra ở đây chúng ta có thấy cái gì? Mảng xuất huyết. Nên mảng xuất huyết, nhắc lại là mảng xuất huyết không chỉ do suýt gây ra. Chúng ta thấy là nó điểm xuất huyết, đốm xuất huyết, mảng xuất huyết gì đó, thì tất cả các cái viêm màng não đều có những cái dấu chứng đó hết. Nhưng mà ở đây thì chẳng qua đưa cái hình lên để làm một bệnh nhân thực sự bị nhiễm streptococcus suis để các anh chị nhớ thôi, chứ nó không phải là một cái đặc trưng của suis. Bây giờ thì còn những cái liên cầu khác và cái enterococci thì chúng ta cũng liệt kê qua cho biết thôi. Nó có thể gây nhiễm khuẩn huyết, có thể gây viêm nội tâm mạc, có thể gây những cái nhiễm khuẩn niệu dục, tức là ở cái vùng sinh dục tiết niệu. Ngoài ra cái nhóm mutans, là cái nhóm mà gây sâu răng, hay là như là dân gian của mình còn có cái từ là siết ăn răng gì đó, siết răng đó, sâu răng. Cái hình ảnh bên tay mặt của các anh chị là một cái viêm nội tâm mạc với cái sùi ở đây có cái mũi tên chỉ đó, cái sùi ở cái nội tâm mạc. Về cái chẩn đoán trong labo, chẩn đoán vi sinh trong labo, hay người ta còn gọi là vi sinh lâm sàng, thì bệnh phẩm thì tùy. Thế ví dụ như máu thì khi mà các bạn nghi là có nhiễm khuẩn huyết, hay là dịch não tủy, nếu các anh chị nghi là viêm màng não, nước tiểu, hay là vết họng, hay là mủ ở cái vết thương, hay là cái dịch âm đạo, hay là dịch phối, ví dụ như vậy, tùy theo cái tổn thương ở bệnh nhân mà mình lấy bệnh phẩm. Và thường thường là với những cái cầu khuẩn này, chúng ta cấy ở trên thịt máu để mà phân lập. Cái trên thịt máu thì nó giúp mình cái gì? Tính tiêu huyết, phải không? Tính tiêu huyết, mình thấy được cái tính tiêu huyết. Thì như vậy, chúng ta sẽ cấy phân lập trên thịt máu. Thường thường đối với khi mà chúng ta làm cái phết nhuộm từ bệnh phẩm mà chúng ta thấy nó là cầu khuẩn gram dương mà tụ thành chùm, thành đám đó, thì chúng ta chỉ cần ủ thường thôi. Nhưng nếu nó đứng riêng lẻ, đứng đôi, đứng thành chuỗi thì chúng ta nên ủ ở trong một cái khí trường có cái CO2 tăng lên 5% CO2.
Thì để mà có được cái khí trường 5% CO2 thì chúng ta có thể sử dụng một cái tủ ấm incubator, tủ ấm hay là tủ ủ đó, có cái 5% CO2 ở trong đó. Thì nó hơi tốn kém, nhưng mà ví dụ như bệnh viện bệnh nhiệt đới thì chắc chắn là có rồi đó. Nhưng mà những cái bệnh viện ở tuyến huyện chưa chắc thì người ta sắm được cái tủ ấm CO2, thì người ta có thể dùng cái bình thủy tinh có cái nắp đậy kín, thì người ta sẽ đặt các cái hộp thật máu vô đó, rồi người ta đốt cây đình cây, người ta để vô đó, rồi người ta đậy cái nắp lại. Thì như vậy cái ngọn nến đó nó sẽ đốt cái oxy ở bên trong cái bình đó, đúng không? Thì đến khi mà cái oxy nó không còn đủ để cho ngọn nến cháy nữa thì ngọn nến nó tắt đi, và như vậy thì chúng ta có một cái nồng độ CO2 khí trường ở bên trong đó nó tăng lên so với cái khí trường mà chúng ta đang hưởng thụ ở đây. Về định danh thì có thể dựa vào cái tính chất vi khuẩn học hay là các cái tính chất sinh hóa hoặc là chúng ta có thể dùng một cái kỹ thuật mới với cái thiết bị hiện nay, đó là cái quang phổ khối. Dịch nôm na là như vậy, nhưng mà chúng ta có thể gọi tắt là cái MANTOF, nó viết tắt của từ này, quang phổ khối. Thì đây là một cái thiết bị khá là đắt tiền, hình như ở Đại học Quốc gia chúng ta chưa có được. Tại vì sắp tới đây thì cô Nhữ Hoa của bộ môn tức là sẽ trách nhiệm với mấy anh chị về ký sinh học đó, thì cô có một cái đề tài đang đưa lên để được duyệt, thì sẽ dùng cái kỹ thuật này và cái thiết bị hoàn toàn tốt mà cô sẽ sử dụng để làm cái nghiên cứu đó đó, thì ở bên cái trung tâm y sinh của Đại học Y Phạm Ngọc Thạch. Như vậy chứng tỏ rằng bên đây ở Đại học Quốc gia chúng ta chưa có ha. Cái này đó thì cái năm 2008 là cái năm cuối cùng mà tôi còn ở bệnh viện á, thì là nó có giá là 7 tỷ. Bây giờ thì nó được giá thì tôi không biết bây giờ là bao nhiêu nữa, nhưng mà các anh chị thấy là nó rất là đắt, nó rất là đắt chứ không phải bất kỳ một cái bệnh viện nào cũng có được. Nhưng mà bệnh viện nhiệt đới có, bệnh viện Chợ Rẫy có, bệnh viện có biết Thống Nhất có chưa tôi cũng biết, nhưng mà mấy bệnh viện lớn là hình như họ được rồi. Thậm chí bây giờ cái trung tâm y sinh của Phạm Ngọc Thạch, y Phạm Ngọc Thạch mà họ còn có được nữa mà. Thì dùng cái quang phổ khối này đó, chúng ta không phải là chúng ta định danh trên cái con vi khuẩn, mà chúng ta sẽ định danh các cái định danh vi khuẩn bằng các cái protein do cái con vi khuẩn đó tạo ra. Thì cái quang phổ khối nó là như vậy. Mặt khác chúng ta cũng có thể trong một số trường hợp khẩn cấp, ví dụ như viêm màng não chẳng hạn, chúng ta đưa cho cấy, nhưng mà chúng ta cũng có thể làm ngay một cái phản ứng huyết thanh để mà tìm cái kháng nguyên, ví dụ như cái hình ảnh này, dùng cái phản ứng ngưng kết latex. Thì đến khi học immuno các chị cũng sẽ được học hết thôi, phản ứng ngưng kết latex, để chúng ta coi nó thuộc cái nhóm nào. Thì nếu như mà nó làm thành một cái quyền dịch không có gì đặc biệt đó, thì nó âm tính, nhưng mà ở cái nhóm nào mà đúng là có cái kháng nguyên, cái kháng thể của cái nhóm đó đó, thì nó sẽ có cái sự ngưng kết xảy ra, tức là chúng ta sẽ thấy những cái hạt ngưng kết đó, nó ở trên cái chỗ nhóm đó. Thì ở trên cái hình này thì cái dương tính là ở cái nhóm D. Cái hình này thì nó nhỏ quá,
Nhưng mà đến khi học cái bài immuno thì thấy gì, thế nào thì cái phản ứng ngưng kết các anh chị cũng sẽ được thấy nó rõ hơn thôi. Hoặc là người ta cũng có thể dùng cái kỹ thuật sinh học phân tử để mà chẩn đoán. Như vậy ở các cái cầu khuẩn gram dương mà ta nói chuyện từ nãy giờ đó, thì chúng ta có cái tụ cầu vàng Staphylococcus aureus, thì các anh chị phải lưu ý nhất là cái tính kháng thuốc ở cái MRSA, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Về niên cầu, chúng ta có những cái con quan trọng Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae. Ở trong ba con này thì hai cái con pyogenes và pneumoniae chắc chắn là sẽ gặp. Cái agalactiae